Nếu 11 triệu là tất cả những gì bạn có để có thể làm việc, thì hãy cùng An Phát tìm hiểu về bộ PC sử dụng CPU Core i3-10100 mới nhất từ phía Intel với 4x8 luồng, được bổ trợ bởi card đồ họa Colorful GTX 1650, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu năng và tản nhiệt cực kỳ tốt. Với chỉ 8GB được trang bị sẵn, các bạn vẫn có thể chiến được các tựa game như Dota 2. Việc lao vào những pha combat nảy lửa cũng chưa thể nào làm khó được CPU Core i3-10100 và các đồ họa GTX 1650. Tiếp đến là tựa game Counter-Strike Global Offensive với các màn đấu súng, đặt bom vô cùng quyết liệt và gay cấn, thế nhưng bộ PC vẫn giữ được FPS ổn định ở trên mức 130. Call of Duty Warzone chưa bao giờ hạ nhiệt trên thị trường game sôi động. Bộ PC chúng ta vẫn có thể chơi tốt trên độ phân giải Full HD, nhưng đôi khi sẽ bị drop FPS do chỉ được trang bị sẵn 8GB RAM. Tiếp tục là những tựa game offline như Forza 5 với thiết lập thấp nhất, với mức FPS vẫn luôn ở trên 60 sẽ giúp việc trải nghiệm game trở nên vô cùng dễ dàng. Cùng hóa thân thành những chiến binh trong Assassin's Creed Odyssey phiêu lưu tung hoành khắp bản đồ với Medium setting. Chuyển tới các phần mềm làm việc với bộ công cụ Adobe. Đầu tiên là Adobe Photoshop, các bạn vẫn có thể làm việc, chỉnh sửa ảnh đơn giản mà không gặp bất cứ vấn đề khó khăn gì. Nặng đô hơn một chút thì chúng ta có Adobe Premiere Pro. Với các video Full HD ít hiệu ứng thì combo i3 thế hệ 10 kết hợp với GTX 1650 vẫn có thể cho ra được những sản phẩm ưng ý. Cuối cùng thì sẽ là phần test benchmark với một số phần mềm khác.